Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Để phòng tránh hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, gia đình, nhà trường và xã hội cần trang bị cho trẻ em các kỹ năng bơi cần thiết. Tại thành phố Đà Nẵng những năm qua, phong trào dạy bơi, học bơi được triển khai mạnh mẽ. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thế giới phòng chống đuối nước 25 tháng 7. Từ đầu hè, các trường học có trang bị hồ bơi và một số trung tâm văn hóa thể thao trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai lớp học bơi an toàn với hình thức miễn phí cho học sinh trong hè. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện trên địa bàn thành phố có 86 bể bơi dạy bơi miễn phí tại trường và 316 giáo viên dạy bơi. Kỹ năng bơi an toàn không chỉ đi theo các em suốt đời mà còn là một cách luyện tập nâng cao thể chất lành mạnh. Con đã học bơi lâu rồi và mẹ hè ba mẹ đã cho con tới các lớp học bơi. Con rất thích học bơi và học bơi giúp ích cho ta tốt cho sức khỏe, tăng chiều cao. Việc học bơi diễn ra sôi nổi với đa dạng hình thức trong thời gian qua trên địa bàn thành phố là một tín hiệu tích cực cho thấy bơi lội đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh trong việc rèn luyện sức khỏe và phòng chống đuối nước ở trẻ. Trong 2 năm vừa qua là thời gian dịch bệnh cho nên là mình không có thời gian để cho bé đi học bơi. Nhưng mà năm nay thì dịch bệnh nó cũng ổn định rồi, với lại cũng nhân dịp nghỉ hè thì cũng tranh thủ là cho bé đi học bơi để mà biết được những cái kỹ năng cần thiết khi bơi. Theo nghiên cứu đánh giá tổng hợp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, rất nhiều trường hợp trẻ em tử vong vì tai nạn thương tích, đuối nước có nguyên nhân xuất phát do thiếu sự giám sát của cha mẹ. Sự chủ quan khi biết bơi của trẻ, trẻ thiếu hiểu biết về môi trường cụ thể hoặc cố gắng cứu người khác bị nạn mà không có kiến thức hoặc kỹ năng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tất cả những điều này có thể được giải quyết thông qua việc giáo dục về kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Thì đặc biệt là bộ môn bơi lội được rất phụ huynh rất nhiều quan tâm. Mà trong cái bộ môn bơi lội này thì cũng có phát triển là tổ chức các phong trào toàn dân tập luyện bơi lội phòng chống đuối nước, cũng được rất là nhiều các cấp ngành địa phương và nhà trường xã hội rất là quan tâm. Cho nên là môn bơi lội này được phụ huynh cũng đăng ký rất là đông. Tuy là công tác tuyên truyền mình cũng được thường xuyên, tuy nhiên thì cũng có một số bộ phận người dân, cha mẹ phụ huynh thì cũng vì bận việc rồi hoàn cảnh thì cũng chưa có tiếp xúc nghe thông tin được nhiều, cho nên việc quan tâm đối với nhắc nhở các con thì cũng chưa được quan tâm. Theo chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, 50% trẻ em từ 6 đến 15 tuổi biết bơi, 60% trẻ em được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước trong giai đoạn 2023-2025. Đuối nước có thể phòng ngừa được nếu trẻ em có sự hiểu biết tốt về những rủi ro trong môi trường nước, đủ kỹ năng để xử lý các tình huống giúp đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.